đấy, ăn đây các bác, đấy. Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay em đi câu tiếp các bác ơi. Cái bãi cũ mà hôm em lên con tra ấy, thì em vừa ra xong, cũng có cái chú này cũng đi câu cùng các bác. Mà cần em vừa ra có 2 cần mà lên đã lên 2 con trê rồi. Quá nhanh, em còn chưa kịp ra hết cần các bác. Ra hai con, lên được 2 con trê ở dưới rồi các bác. Cần còn cái cần màu xanh này cá đang ăn thì các bác. Ăn nhịp 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 được các bác. Cá nó ăn kinh thật đấy. Cá trê ăn liên tục các bạn. Em mới chỉ kịp ra có 2 cần. Thì cái cần em lên đây, cần này. Cần này của em đã lên 2 con rồi. Còn cần em đang để đấy thì nó đang nhịp được. Toàn cá trê không? Cá trê nó phá kinh. Trời này nó âm u quá. Nó không nắng gắt lắm. Dạ như kiểu cái buổi sáng ra nó như kiểu mùa thu ngoài miền Bắc ấy. Khá dễ chịu. Đây bây giờ em ra tiếp cái cần, ra tiếp cái cần nãy lên nữa. Cần thế này đang ăn nữa. Đấy. Xảy ra chú. Cá nó ăn, cá trê nó ăn kiểu đấy. Nó ăn kiểu đùa cợt. Bệt tí. Con cá trê bé tí. Hai đầu dây này đúng không? Dạ. Hai đầu dây nè. Mình nắm chỗ này đi. Đúng không? Cái mình xoay này nè. Một nè.
cắt cắt một tí cái này đó. Đây này có này, có nè, đúng không, nắm lại nè, đây đúng không, nắm đây nè, đúng không, nhau đúng. Nắm không, yeah. Nè, một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, sáu được rồi, cái để trở lại chỗ này, yeah. Rồi bắt đầu mình nắm, để trở lại chỗ này, mình nắm đây, yeah. Nắm đây cái mình xoay ngược lại cái dây này, một nè, hai nè, ba, cầm cầm chứ cái đoạn này, đầu đoạn này nè, bốn, năm, sáu, cái là mình xỏ lại cho chỗ nãy nè, yeah. Nè, rồi chết mẹ nó vuột rồi, cầm cầm chỗ này đi, để mở ra. Giả sử với cái lỗ này nãy mình cầm đây đi không? Dạ. Yeah. Là mỗi bên 6 vòng. Ừ, mỗi bên 6 vòng. Ở đây thí dụ cái đây con xỏ vô chiều này. Dạ, yeah. Thì cái này xỏ nó ngược lại. À. Ừ, đây đây thí dụ đây đây xỏ ở đây. Yeah. Để cầm đi. Ở đây xỏ ở đây đúng không? Nó để xỏ ở đây. Rồi cái cọng này xỏ ngược từ bên đây qua lại. Cái này đây. À. Rồi nắm hai cái này, nắm hai cái này, nắm cái này. Rồi bắt đầu. Cho mấy nước rút vô. Cơ này cơ cũ nên là khó. Cá lại ăn này các bác. Bữa lên xong lại ăn tiếp. Bữa ăn cần này, ăn tiếp cần này. Tê rồi. Mình phải tiếp tiếp rồi là tê rồi. Đấy, thằng chú đang ăn đấy. Nó nốt luôn rồi. Cá bé quá câu không phê. Cần cá trê nó ăn nó cứ chớp 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 chớp. Mưa mưa rồi, mùa bé, mưa như kiểu mùa thu người Bắc. Ui, cá quậy thấy nguyên đuôi luôn. Cần bé này các bác. Nấu canh cũng được. Nấu canh cũng được.
rồi, cá gì đây, chạy kinh thế. Cá gì đây? Ui, cá gì đây, to thế. Cá kê à? Khi mà nổi bụng trắng rồi này. Đây, 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 đây. Có thòng ra chứ. Kép à? Tê, tê, tê. Tê nữa rồi. Dính bụng, trê dính bụng. Con đó là xấu số rồi đó. Bụng như có ăn vào mồm đâu. Lợi ngay dính cái bụng. Đầu cá như này xấu hổ lắm. Cái khăn đè lại là nguy hiểm lắm á. Bụng to quanh lên bốn con rồi, bốn con rồi. Chê mà ăn thì nó sóc mau lắm. Chắc lại cá trê nữa rồi, nhiều kiểu này chắc cá trê thôi. Chim á? Dạ. Chắc chim. Chim. Chim nó ăn uống mạnh lắm ấy. Chỉ có cá trê mới đớp đớp như này thôi. Xảy thôi. Chắc mấy con cá trê nó phá các bạn. Nó ăn nhịp nhịp đầu cần, nhịp suốt. Để xíu em phải xách cổ nó lên xem nó là con cá gì nhé các bạn. Luôn rồi kìa. Vừa ném xuống cá nó ăn tiếp. Chắc cá trê rồi, quả này chắc chắn là cá trê rồi. Chim tầm 2 kg thì ngon. Rồi đấy rồi. Qua đâu chú? Kê hả? Kê 1 kg. Kê 3 kg.
ngồi từ sáng tầm 9 giờ, giờ là 3 giờ chiều rồi các bạn. Khá ăn cả. Giờ là 3 giờ chiều. Em câu được mớ trê các bác. Tầm 4 5 con trê gì đấy. Toàn cá trê là cá trê. Trê nữa. Trê tiếp. Cắt trê. Đấy. Quấn xuống. Thâu đầu cần xuống. Được con này con thứ 5 rồi. Cỡ này không? Dính ngay sao mà ra được. Dính một lưỡi mà dính vào mép trên. Mép trên thì sao mà ra được. Đây chú. Cái nước máu ghê vậy ta. Duy gì đấy. Đấy khi nào đi qua quận 2 ra mới đấy câu được rồi. Có đuổi mới bảo vệ có đuổi không? Bảo vệ không? Giờ cũng 5 giờ rồi các bạn. À quên 4 giờ rồi. Này này. Thì sông lúc nào cũng có người thả lưới. Đây. Trên này một tay nhá. Này các bạn. Thì người ta sẽ thả lưới ra từ cái chỗ cờ này đến nó vòng lên chỗ cái thuyền trên này. Trên đây một tay. Đây một tay đang đi lên đó các bạn. Đấy.
Cái này cũng là lưới rồi nha các bác. Và đấy, để một tay nữa. Những cái phao đằng trắng đấy. Đấy, đây là 3-4 tay lưới thả xong. Xong thâu phải vòng lên thả xong lại xuống thâu. Rồi chích điện các thứ nữa các bác. Kinh khủng khiếp thật. Đông nó ạ. Bên kia thì 5-6 tay gì mà về bớt rồi nha bác, trưa giờ về bớt rồi. Không được cá. Ở đây có mỗi mình em được 5 con trê cỡ bằng bắp tay nào bé hơn xíu. Được 5 trê. Em ngồi thêm chắc em ngồi thêm lúc nữa xem tình hình như nào. Nhìn lên bầu trời trong xanh đẹp đúng không các bác? Đây các bác ơi. Đây là thành quả hôm nay nha các bác. Mớ trê rồi. Đấy. Đây, thành quả ngày hôm nay nha các bác. Giờ cũng tối rồi các bác. Em chắc xin phép về đây. Xin phép kết thúc video ở đây thôi. Về thôi, không muộn rồi các bác.